em biết rồi á thì bạn của anh qua nhà chơi á, em cũng sẽ nấu cho bạn anh ăn, tại vì bạn anh cũng giống như bạn em mà, đúng không? Cuối cùng món mình là món gì nè? Bữa nay là cái món Phúc Như Đông Hải. Món này nó phải có ý nghĩa, nhưng mà thiệt ra cái tên chính thức của nó là món gỏi cá lóc ngũ quả. Chà, nghe cái tên là hợp không khí Tết dữ anh ha. Bữa nay đi ra chợ mua được con cá lóc đồng cũng ngon. Ở dưới quê đó, để làm sao mà biết được cá lóc đồng hay không á, anh còn nhớ là người ta hay đi xôi á, đi bắt cá đồng á, họ có cái cây họ chỉ gọi là đi chỉ cá, thì những con cá ra nó sẽ bị lộ, nhìn biết cá đó là biết cá đồng ngay. Bây giờ anh không thấy nhiều nữa, để anh khứa phần cá này, để lát mình chiên nó nở ra. Với lúc mà hồi nữa mình ướp nó sẽ thấm vậy, màu thấm hơn. Anh lấy miếng rượu trắng anh rửa cho nó sạch, lấy cho anh tí muối thôi đi nhi. Dạ. Tết á, em biết không, ăn thịt hoài cũng ngán, mình ăn cá thì nó sẽ tốt hơn. Nhi có biết chọn bánh phồng tôm nào là ngon không nè? Bánh phồng tôm thì cũng tùy loại. Hồi xưa mà lúc mà anh đi chợ đó, mẹ anh hay chỉ là nên mua cái loại bánh phồng tôm ở Sa Giang hoặc là Sa Đéc là ngon nhất. Hủ tiếu của mày, táo xanh, táo đỏ, mình để luôn cả cái vỏ. Để cho nó màu sắc lên cái dĩa đúng không anh? Đúng rồi, cái ly. Thôi không nhìn đâu, cay mắt lắm. Khoai cắt nhỏ chứ không nó hăng lắm. Anh Nhân, cái tô đó là có anh có bỏ gì không hay là chỉ đơn giản là nước đá thôi? Nó chỉ là nước thôi, nước đá thôi. Mà Nhi biết là khoái khẩu của anh nhất ngày Tết là món gì không? Món gì anh? Thịt luộc, bánh tráng rồi đó. Cái này để anh vắt một miếng nước cốt chanh vô trong này, để anh làm cái nước sốt trộn gỏi. Em nghĩ em chiên vậy đủ rồi đó anh hả? Mình có 4 muỗng nước mắm đặc nè, 3 muỗng nước cốt chanh. À, em phải thử cái bưởi trước nha, để coi có độ chua như thế nào mình mới biết bỏ lượng nước cốt chanh bao nhiêu cho đủ. Để anh thử coi. Ngọt, cho nên cái lượng chanh này nó cỡ khoảng 2 muỗng rưỡi là được rồi. Tỏi nè, đâu khoảng 5-6 tép vậy đó. Tết là phải làm nước sốt cho nó đỏ, tươi tươi, màu sắc may mắn. Anh cho vào trong này một muỗng tương ớt nữa nè. Bỏ vô tủ đông cho anh đi Nhi. Dạ. Đông đá luôn á phải không anh? Để cho nó lạnh thiệt lạnh. Anh ướp vào một muỗng cà phê bằng bột tỏi. Cái này là bột chiên giòn, trong này có gia vị rồi. Thành ra mình đừng có ướp nhiều quá, nó làm bị mất ngon. Em phải nhúng đều hết cái phần cá nè. Dầu phải nóng trước chứ đừng có đem đi nhúng xong rồi mới bắt đầu bắt dầu lên. Cái phần bột á, khi em chiên ra nó sẽ không có ngon nữa. Đó là lý do đó. Rồi mình chiên thôi. Bây giờ mình phải thả vô từ từ nè Nhi. Nhi nè. Dạ. Tổng kết một năm vừa qua thì cái công việc làm đạo diễn của em tới đâu rồi? Có lúc tới nơi, có lúc cũng không đi tới đâu. Cho nên em hy vọng năm sau sẽ khả quan hơn anh ạ. Còn công việc của anh đầu bếp thế nào rồi anh Nhân? Em đoán xem. Cũng vậy. Hôm nay anh em mình ăn cái món này cho năm sau mình có thể là may mắn nhiều cái khởi sắc hơn anh ha. Mà Phước Như Đông Hải có nghĩa là Phước Như Biển Đông. Mà Biển Đông là một biển lớn. Rồi sống mà có phúc thì không có phải lo chuyện gì hết. Thơm quá hả anh Nhân? Cá chiên á là phải chiên ngập dầu vậy anh Nhân. Nhưng mà phải canh nha, đừng có dao ông táo nha. Em biết cái vụ mà dao ông táo là sao không? Dao ông táo là cứ để im đó luôn rồi chạy đi hả? Cũng như tao đang muốn nói là đầu bếp không có trách nhiệm đó. Cái này em phải bắt cho nó ráo một chút nè. Lúc hồi nãy anh có cho một ít chanh vào trong này nha, cho nên nó giòn, em thấy nó giòn dễ sợ không? Và nó sẽ không có bị thâm, tại vì táo mà. Nhi cho lửa lớn nhất cho anh. Lúc chuẩn bị vớt ra phải cho. Đúng rồi. Em thấy cái da nó giòn dễ sợ không? Em trộn đều giùm anh cái này cho anh. Bưởi nè. Wow, nó sót nghe mùi thơm quá anh Nhân. Rồi, để anh nhúng anh chiên cái con cá này lần nữa. Đây là cái phương pháp gọi là xối mỡ cá đó. Là vớt ra xong rồi, để ráo xíu bắt đầu nhúng vô lại. Nè. Ôi, hình như tới luôn rồi hay sao á? Rồi, vậy anh sửa soạn xong rồi ra sao nha. Cái này nữa nè Nhi. Dạ đúng rồi. Yeah, đi mở cửa đây. Chúc mừng năm mới, sức khỏe an khang, may mắn tràn lan. Vô
Mọi người cứ ăn uống tự nhiên đi, ngày hôm nay nhất là không say không về. Đồ ăn ngon quá. Công nhận ngon thiệt. Em á nha, vừa xinh đẹp vừa nấu ăn ngon nữa. Anh Đức nói đúng rồi đó. Trời ơi, Nhi nấu ăn ngon không thua bất cứ đầu bếp thượng hạng nào hết trơn á. Ở đâu ra mà một người vừa đẹp người, vừa giỏi việc nước, vừa đảm đang việc nhà vậy trời. Chế mà là đàn ông á, thì chế hốt Nhi lâu rồi đó nha. Thôi mà chế. Chị tiếc là chưa có ai hốt nên chị ế mới tới giờ luôn á. Trời đất ơi, bà vui duyên bà này này nè. Bà lo bà ăn đi, bà lấy sức, bà đi kiếm chai nào dễ dãi mà bà úp sọt. Tôi thấy bà ế lâu năm giờ đó, ngồi đó mà nói người ta. Thôi mà ăn đi, đồ ăn ngon lắm, mọi người ăn thoải mái đi. Ăn mà này Nhi nè, nói thiệt luôn nha, món này sao mà nó ngon quá vậy? Chua chua ngọt ngọt, ăn đã lắm. Ngon lắm chứ. Vừa có bưởi rồi, vừa có táo nè, rồi cả lê. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Nhân. Người mà nấu ra món ăn này mà nãy giờ mọi người khen ngon đó. Chào mọi người. Còn đây là anh Đức, làm bên sản xuất phim của em á anh Nhân. Chào. Còn đây là chế Hải, make up. Còn đây là bé Hồng làm phục trang. Tất cả những cái này là anh nấu luôn á hả? Trời Đức ơi, người đâu mà đẹp trai quá vậy? Anh Nhân, anh ngồi đây nè, anh có bạn gái chưa anh Nhân? Chào Nhân. Dạ. Uống ly bia đi em. Cảm ơn mọi người, em uống bia dở lắm cho nên chắc mọi người uống đi nha. Em mà không uống là không có nể mặt anh đâu ạ. Dạ, mời mọi người. Nhân nó ăn ngon quá Trời ơi. Khá đó. Nhân ơi anh Nhân, vì sao nào đưa anh xuống đây vậy? Anh vừa nấu ăn ngon, vừa uống bia điệu nghệ nữa chứ. Nhìn anh á, em như quen anh từ kiếp trước rồi á. Này nè, nãy anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu đó nha. Anh có bạn gái gì vậy? Trời ơi, nhìn là biết rồi. Anh đầu bếp với chị đạo diễn là một cặp đó. Nghĩ sao trai đơn thân, gái đơn chiếc ở chung một nhà mà ông không biết đó. Ê, con nhỏ này nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à? Em với anh Nhân không phải như vậy đâu. Mọi người đừng nghe lời nó, không có gì hết á. Nè, Nhi là chỉ còn tha nha, chứ còn đứa khác á nha là coi chừng chế nắm nha, chế xé nó ra đó nha. Thôi, vậy thì mình phải nâng ly chúc mừng đôi trẻ đi. Dạ, đúng rồi đó. Vô. Thôi, mọi người đừng có giỡn nữa. Mình cùng ly chúc mừng năm mới nha. Ok. 2, 3, vô. Chúc mừng năm mới. Uống đi em, đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ. Con bướm xinh đã tình đùa vui với. Thôi đừng có hát nữa anh Nhân, anh hát hồi anh ói anh Nhân. Mọi người xin lỗi mọi người thông cảm nha, tại vì anh uống hơi yếu. Có gì đâu, vậy là nhiệt tình lắm rồi. Thôi, cũng trễ rồi, anh về trước nha. Dạ. Cảm ơn em vì bữa tiệc, chúc em năm mới phát tài nha. Năm mới phát tài anh. Nè, đi đâu vậy? Không muốn nữa hả? Để người ta về nghỉ ngơi, nhưng nãy giờ trễ lắm rồi. Chế, chúc chế năm mới phát tài nha. Sớm tới người yêu nha chế. Anh bé nhỏ chứ nghe. Em thấy anh cũng được đó, chế úp sọt luôn đi. Chuẩn mềm. Cảm ơn em. Em về nha chế. Không ở lại ăn cho hết dĩa rồi về ha em. Anh no rồi, tụi ăn ngon lắm chế. Trời ghê vậy đó. Ê mà này Nhi này, anh Nhân được lắm á. Bây giờ tranh thủ lúc mà ổng say, ổng không biết gì á, mình úp sọt ổng luôn đi. Nếu mà sau này không thành vợ thành chồng thì mình cũng có cơ hội được giải ngố. Nếu mà không chịu á, để chế hút cho. Chế hút luôn cho. Về trước tính sao chế, về cẩn thận nha. Ok, coi chừng chế hút nha. Bye bye, bye. Chế. Tụi em về nha, người tình kiếp trước. Ủa sao về hết trơn rồi? Ai uống với anh Nhi? Thôi anh Nhân, anh xỉn quá, uống cái gì nữa. Em dẹp bây giờ á, để em đi khóa cửa. Ở lại uống với anh. Thôi đừng uống nữa anh Nhân, hồi nữa à, em dẹp uống. Nè anh Nhân, khoan. Only you. Em quên chìa khóa. Có rồi chìa khóa. Thôi tiếp tục hát nhá, năm mới vui vẻ. Hát.
Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ phải xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang ba món ăn ngon cho em bồi hồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào, đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Tràn là nhan sắc.